Thiện Tiên ông chùa ơi. Rồi, có liền, có liền. Trời đất ơi, quỷ. Ngoài cơm ra không có gì khác để ăn hả? Trời ơi, sao ăn quán tôi hoài vậy chú? Thôi, Tiên Tiên lại về đi làm. Rồi, ok, chỗ quen biết, tính tiền giá rẻ là mai mốt ghé hoài luôn. Nhiều. Dĩa xương mình trả 30. Cũng như cũ mà. Thì mình kiếm chuyện để nói mà, cho em có nhiều lời nói với anh để anh chi lên khán giả ta nhận em, hiểu chưa? Ông lành quá. Thương anh chứ, anh giúp em quá trời. Thôi nè. Rồi 30. Bò luôn á. Khoan đã, nói câu gì cho vui coi. Thôi về đi làm. Chà, không vui gì mấy ha. Quỷ dễ thương dễ sợ luôn á. Mày ăn cơm mối đây hoài nha. Hả? Mày ghẹo người ta hoài à. Ghẹo gì? 30. Bỏ đi trong học đi. Trời. Nghỉ ông chủ ơi, nghỉ đi, dẹp nghỉ đi. Nghỉ gì? Nghỉ đi chứ nghỉ gì? Bỏ xuống mày, bỏ xuống liền chứ. Mày tào lao tao hả? Ủa, ông chủ này ngộ ta. Sao nói nó nói rồi quên rồi nói gì? Trời ơi trời, làm chủ gì kỳ trời. Nó nói là quên là nó là sao? Ủa ai là người kêu hôm nay bán sớm dẹp sớm để đi vô bệnh viện thăm ta? Ai? Vậy tao có rồi sao? Mong ai ông chủ trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, đáng lẽ mình phải làm thêm, làm đêm, làm hôm để kiếm tiền. Còn mình đi ngược lại xã hội mà. Nghỉ sớm rồi thu nhập đâu ra? Tao đồng ý, tao xin lỗi về cái vụ trách oan mày. Nhưng mà mày đừng có xía chuyện tao hoài nha. Bả là bả thương mày hơn tao đó. Thì con cũng thương bác mà. Giờ thân cô thế cô trong đó thì mình phải vô mình coi người ta sao chứ. Rồi biết rồi. Để nướng xong cái miếng sườn này để chuẩn bị luôn rồi vô thăm rồi chiều về bán. Rồi dẹp rồi nướng miếng sườn đó làm chi? Thì lỡ nướng rồi tao quên, lỡ nướng thì nướng cho nó xong. Nhưng mà vô thăm bác tranh thủ đi chứ, trong đó bác một mình không có ai bên cạnh hết. Tao biết rồi. Chú, anh cho con nhiệt cơm. À, ủa sao hôm nay nghỉ sớm vậy? Dạ, bữa nay là bữa nghỉ hè đầu tiên nên là con được về sớm. Ok, hãy vô ăn ngồi đi. Ủa sao cái tà áo dơ vậy hả Linh? À, cái này hồi nãy mấy đứa nhỏ nó ăn cái nó ói lên người em á. Trời đất ơi, tính ra làm nghề giáo viên mầm non tính ra cũng khổ quá ha, cực quá ha. Dạ, cũng bình thường, em quen rồi. Vậy đó hả? Với lại bữa nay á em có tin vui á. Trời vậy hả? Dạ. Mấy tháng rồi? Hả? Cái gì? Thì tin vui mấy tháng. Cái tin vui này là tin vui em được thưởng kìa. Mấy tháng rồi nào. Ồ vậy đó hả? Ê, được thưởng lớn không? Dạ thưởng lớn. Vậy hả? Vậy thì anh sẽ thưởng lại cho em một dĩa cơm xà bi chưởng đặc biệt. Anh thưởng hả? Không thưởng nhưng vẫn trả tiền chứ. À vậy thì lấy cho em một dĩa cơm sườn bình thường, nhiều cơm thêm. Sao em hay làm sổ anh dữ vậy trời? Sẽ có một dĩa cơm nhiều cơm sườn bình thường. Dạ cảm ơn anh. Em nghe nè anh. Hôm nay làm mệt không? Dạ cũng mệt. Nhưng mà hôm nay á có tin vui á anh. Em được thưởng á, mà thưởng nhiều hơn tụi mình nghĩ luôn á. Vậy thì mừng quá rồi. Em, là bây giờ á, mình lên kế hoạch về quê em nha. Sẵn á, cái anh về anh thăm má với em luôn. Thôi bây giờ mà về cái gì, đợi Tết rồi về luôn, bây giờ mới có nghỉ hè à. Năm kia, năm ngoái, em cũng nói y vậy đó. Rồi tới phút cuối hả, kêu em đổi ý, em đổi lại. Em nói á, là lễ Tết á, là kiếm việc làm thêm sẽ nhiều tiền hơn. Rồi cuối cùng mới lại luôn, đâu có chịu về đâu. Anh nói thiệt á, bộ anh không hiểu hả? Bây giờ em với anh đi về có phải là tốn tiền xe nè, tốn tiền ăn ở đi lại nè, tốn tiền quà cáp cho nhiều người nữa. Không phải bây giờ mình đừng có về, nhưng mà mình mua quà mình gửi về cho mọi người có phải thiết thực hơn không? Trời ơi em ơi, thiệt á, anh không hiểu nổi em luôn á. Hồi trước á là khác, còn bây giờ á là mình có nhiều tiền hơn. Mình có thời gian rảnh rỗi nữa, thì thôi mình cứ về thăm má đi. Em á lúc nào cũng tiền không à, không có thương má gì hết á. Má của em mà sao em không thương được? Anh không hiểu gì hết trơn. Đây, cơm sườn. Dạ, cảm ơn chú. Con có chuyện gì buồn hả? Dạ, thì mới cãi nhau với bạn trai á chú. Ủa sao vậy? Mới chú có chồng chú nướng thịt, chú nghe nói là con được nghỉ hè rồi có lương có bổng rồi nọ mà, thì hạnh phúc quá rồi. Sao cãi nhau vậy? Dạ bạn trai con muốn về quê ra mắt má con, nhưng mà con không về được nên là cãi lộn thôi. Mà cái chuyện này cãi lộn hoài à, không sao đâu chú. Con anh thấy kỳ nha Linh. Anh thấy cái chuyện mà bạn trai em đòi về quê nó bình thường mà, đúng không? Mà sao em cứ cấm cản hoài vậy? Thì sẵn về quê thăm má rồi ra mắt bạn trai em luôn. Dạ tại vì em thấy là bây giờ em với bạn trai em mà về quê á là phải nghỉ làm. Rồi tiền á chỉ có ra mà không có vô, mà đâu phải về là một hai ngày đâu, mình phải về nhiều. Và bây giờ trường em chuẩn bị nhận tụi nhỏ nghỉ hè vô giữ thêm nè. Em mà về là mất việc luôn á. Ê, tao thấy cái này đúng nha. Nó nói cái này đúng á.
Bây giờ là đang là kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, mình tiết kiệm được cái gì tiết kiệm được á. Không thấy sao? Kiếm bao nhiêu cho nó đủ mà bao nhiêu cho nó là thiếu. Kiếm tiền cho nhiều đi. Còn mẹ già dưới quê hả, không có thời gian về chăm sóc, không có thời gian về thăm hỏi, vậy sao được? Nhưng mà tại vì em á là chỉ có má em thôi, mà má em cũng cực khổ lo lắng cho em cả đời rồi. Em muốn là em phải dành dụm kiếm tiền thiệt nhiều, xong rồi mua thuốc bổ tốt nhất, mua đồ ăn tốt nhất, cái gì mà quý nhất em gửi về cho má em, vậy là em thấy vui á. Cái đồ ăn mà tốt nhất, cái đồ ăn mà bổ nhất, cái thuốc mà tốt cho má em nhất lúc này đó chính là em đó. Về thăm má đi, đảm bảo má sẽ vui nha, chứ đừng có lý do này lý do nọ nữa. Em bây giờ làm giáo viên lương ít quá mà cũng dành dụm cực khổ quá nên thôi em phải tiết kiệm. Nói chung là không, cái này chú hiểu con, chú đọc báo hoài chú thấy bác, cái vụ mà mỗi lần mà về quê rồi thăm má là chuyện bình thường rồi, không nói, nhưng mà nào là cô chú gì dượng hàng xóm láng giềng, ba cái khoản đó là rất là cực. Dạ. Đúng không? Mà không mua thì người ta nói là cái gì á, giờ lên Sài Gòn mà hồi sai sao mà này nọ kéo kiệt, mà đâu có hiểu cái khổ của người sinh Sài Gòn như thế nào đâu đó. Cái gì vậy? Ủa, bữa nay con với ông chủ tính dẹp tiệm sớm để làm cái gì? Thì thăm bà bác. Bà bác là bị gì nhớ không? Ờ, cà lâm rồi đúng không? Đúng chưa? Bị điên nhắc gì? Nè, để anh kể cho nghe. Tiệm cơm tấm đây rồi, cơm tấm bình dân, chắc đây chứ không đâu hết á. Ông chủ, có đụng xe kìa. Ê thằng quỷ, mày đụng người ta mày bỏ chạy hả mày? Ông chủ, con có sao không chủ? Đỡ lên. Má có sao không má? Con, cuối cùng má gặp con rồi. Sao lâu quá con không về con thăm má? Má nhớ con quá à. Má lên má thăm con á. Ủa? Bác ơi, bác. Ông chủ là sao ông chủ? Đưa vô bệnh viện còn sao nữa. Dạ. Đỡ. Đó, thấy chưa? Vì quá nhớ thương con, bác mới lên thành phố để kiếm con, rồi bị tai nạn. Mà cái đau khổ nhất á là bác sĩ nói là bị mất trí nhớ tạm thời, không còn nhận ra người thân nữa. Đó, nếu như em trong hoàn cảnh đó thì sao? Có hối hận không? Hả? Anh mà như em á, anh nói thiệt, anh về quê anh thăm má liền. Chẳng qua anh là trẻ mồ côi thôi, không có ai để thăm thôi. Thôi mà, người ta đã im, người ta biết sai rồi mà sao mày cứ mỗi lần người ta thấy mày cứ nó tới hoài. Không, con phải nói cho hiểu chứ. Bây giờ con không có ai. Cái gì vậy? Dạ má em á. Ờ, trời đất ơi, không lẽ trùng hợp tới như vậy? Con tới thăm má. Má mừng lắm. Má uống nước đi má. Lâu lắm rồi má không có gặp con. Bữa nay con tới vậy là má mừng dữ lắm á. Má vui trong lòng lắm. À, má ơi, con nói thiệt nha, con thương má nhiều lắm. Con gọi má là má nhưng thực sự là má không phải là má con. Nhưng mà con vẫn gọi má là má. Má thương con, má kêu con bằng con, nhưng thực sự má cũng không phải má con. Mà con cũng không phải là con má, nhưng con vẫn kêu má bằng má. Má sao rối quá trời. Má hiểu á. Má hiểu không? Má tỉnh rồi má. Má hiểu mà, má tỉnh mà. Ôi trời, vậy là má tỉnh rồi má ơi. Con kêu má bằng má. Dạ. Mặc dù má không phải là má của con. Dạ. Con vẫn kêu má là má. Dạ đúng rồi. Hiện tại là má này là má của con. Bởi vì con là con của má. Sao con nhập viện ở chung với má quá chứ trời. Nói má con phải nói quá nó lạ, má hiểu ai đúng không? Hiểu, má hiểu. Cái vấn đề là con không phải là con của má, nhưng con vẫn kêu má là má. Đúng rồi. Má là má của con. Đúng rồi. Thực sự là má không phải là má của con. Đúng rồi. Con vẫn kêu má bằng má. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thì má không phải là má của con. Má đâu có là má của con đâu. Nhưng mà má vẫn kêu con bằng con. Mà má là má của con đó. Má không phải là má của con, nhưng mà hiện tại má là má của con.
con Kim nói bằng má đó. Sao nãy má nói má tỉnh, con nghi nghi má nói này con hết tin luôn á. Thì má tỉnh nè. Thôi bây giờ vậy nè, con không có đủ khả năng làm cho má tỉnh. Bữa nay con sẽ dắt một người rất là quan trọng. Khi gặp người này má sẽ bình phục. Ai vậy con? Bà ấy có phải là má của cô không? Lần cuối cùng em gặp má em, tóc má em đâu có bạc nhiều dữ vậy đâu. Bác sĩ nói là sức khỏe bà ấy có vấn đề, tạm thời mất trí nhớ, nhưng nếu có người thân chăm sóc thì sớm bình phục thôi. Người ấy tới rồi kìa. Má, con Linh này má. Linh. Quỷ hả? Tại sao vậy con? Sao có bạn gái là tới giờ mới dắt cho má biết vậy? Chắc là bạn gái tới mà còn không dẫn bạn gái vô đây ngồi. Vô vô đây con. Vô đây ngồi nè. Đứng dậy, mình đàn ông mình phải ga lăng chứ. Con kỳ lắm nha, có bạn gái tới giờ mới giới thiệu cho má biết á. Con ai mà khéo sanh khéo đẻ vậy trời, xinh gái ghê á. Ba má con ở đâu? Rồi ba má còn khỏe không? Con làm nghề gì? Nè, mà ở đâu tự nhiên hai đứa gặp nhau hay vậy? Thằng Nam á con, nó vụng về lắm, nhưng mà được cái bụng nó tốt lắm con. Bác xin lỗi nha, tự nhiên bác nói nhiều quá phải không? Mà không sao đâu. Bác vui lắm, bác mừng lắm khi hai đứa tụi con quen nhau vậy, bác mừng lắm. Nè, hai đứa sau này về sống đừng có gây gổ nhau nghe không? Con nhớ chăm sóc cho nó giùm bác nha. Rồi sau này muốn ăn cái món gì ngon á thì cứ nói với bác đi, bác nấu hết những cái món ngon cho con ăn nha. Cái này nữa nè, hai đứa về một nhà rồi đó, rảnh rảnh về thăm bác nha. Bác sống một mình bác cũng buồn lắm. Tôi là Linh đẹp gái đây, còn đây, đây là chị tôi. Chị để đẻ ra cha này. Má, chị gì nói chuyện trên đây? Con chưa nói xong, đây là chị để đẻ ra tôi. Kêu là chị mẹ, hay là còn gọi là chị má, má đẹp gái. Má, má cũng ơn này, đẹp không? Gái tôi đẹp không? Đẹp nó giống tôi đó. Vui quá ha. Má, má nhớ lại rồi đúng không? Nhớ, cái này là nhà dưới quê bác mà. Nè, nè đó, nhà dưới quê bác. Con về quê bác hồi nào vậy? Sao bác không nhớ? Bác xin lỗi nha, bác bị tai nạn giao thông, rồi cái có người á đưa bác vô trong đây, rồi điều trị ra xong bác sĩ nói với bác là bác bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng mà bác sĩ hứa rồi, bác sĩ nói là điều trị thời gian nữa trí nhớ bác sẽ hồi phục trở lại. Mai mốt bác nhớ bác kể lại cho con nghe nha. Má, con tin là má sẽ hồi phục lại. Con tin chắc là như vậy. Linh. Anh Cảnh, sao lại ở đây? Em muốn trốn anh tới chừng nào? Anh thấy là thời gian qua khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa. Anh muốn hỏi một chuyện, có phải là em hết yêu anh rồi không? Sao anh lại hỏi em như vậy? Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi,
Ông Long chủ quán cơm nó kể cho anh nghe hết. Em là một đứa không có suy nghĩ, em lúc nào cũng chỉ lo kiếm tiền hết. Em không nghĩ tới má em. Em để cho má của em phải lặn lội một thân một mình lên đây tìm em. Em tệ quá. Chuyện nó đã qua rồi, anh không muốn nhắc lại nữa. Anh muốn nói là hiện tại má đang bị bệnh nè. Tại sao em không báo cho anh biết? Tại sao lại giấu anh? Má em thì trước sau gì cũng phải là má của anh. Tại sao em lại không chia sẻ cho anh mà một mình em gánh vác hết vậy? Tôi xin cậu đừng có la con gái tôi mà. Quá vui rồi. Nè. Hả? Làm gì sáng giờ vui cười miết vậy? Ông chủ không biết gì hả? Không nhớ gì hả? Trúng số hả? Trúng số gì? Bữa nay má mừng má tỉnh rồi. Má nhận ra là con không phải là con của má, mà nhận ra Linh là con ruột của má. Thấy vui không? Vui không? Ok mà đúng không? Cái chuyện này từ ngày hôm qua ngày hôm nay mày nói tao 3 lần rồi. Hiểu không? Ok cái đầu mày á, 3 lần rồi mày biết không? Bộ mày thăm má miết rồi bây giờ cái đầu óc mày đạn theo má luôn hay sao vậy? Không, đâu có đạn gì đâu. Con sợ ông chủ bị đảng nên con mới nhắc lại 3 lần á. Đúng không? Tôi gấp cái mỏ mày bây giờ chưa? Người ta cái miệng lẻo lự ớn luôn. Mà mốt mà lỡ có bị vậy á, con sẽ là người bên cạnh ông chủ. Mày làm gì? Chăm sóc ông chủ chứ. Mày điên, mày điên hả? Mày chùi éo tao hả? Vậy cho cô đọc luôn. Hơn. Không điên nữa không. Ủa sao từ nãy dọn đi dọn lại hoài, tôi rối quá, rung vui quá. Dọn tới dọn lui hoài. Cũng có như đó mà dọn hoài à. Nam. Con Nam. Linh. Má. Má mười. Má Mười vô đây ngồi. Má Mười. Chà, mới xuất viện hả má Mười? Trời ơi, ta khỏe ru bà đầu rồi. Má Mười vẫn khỏe hả? Khỏe. Con khỏe không? Ôi, con lúc nào cũng khỏe mà. Má Mười khỏe là con vui rồi. Khỏe, má này khỏe lắm. Dạ, khỏe hả? Má cần nhớ là con là Nam nè. Dạ. Con là con của má. Con kêu má bằng má, má là má của con. Mặc dù con không phải là con của má, là má vẫn là má của con. Con kêu má bằng má đúng không? Con kêu má bằng má. Má cũng kêu con là con. Ủa Linh, sao em nói má Mười tỉnh rồi mà? Má tỉnh rồi. Không, má chưa tỉnh. Má nói đoạn đó là má chưa tỉnh. Má em giỡn á. Ý chưa, má tỉnh thiệt rồi. Má nãy giờ má nói vậy là má giỡn với con á. Không tin hả? Má giỡn. Nè nè, má nhắc cho con nhớ. Con chính là người đưa má vô bệnh viện bữa hôm đó. Dạ. Con cũng chính là người chăm sóc cho má từ bữa đó tới bây giờ. Dạ. Đúng không? Vậy là má tỉnh rồi. Má dạ. Tỉnh thiệt rồi, má giỡn với con cho vui vậy. Trời thôi. Ôi má giỡn cái con xém nhập viện với má luôn. Bởi vậy bữa nay á, má em một hai đàn qua đây để cảm ơn chú với anh. Nhờ chú với anh cứu má em. Trời khùng quá ha. Cảm ơn cái gì không biết nữa nè. Cô mà khỏe mạnh vậy đó là đáng mừng rồi. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà má một mực độ ở đây nè. Thứ nhất á là để cảm ơn anh Nam với lại chú Long. Thứ hai á là sắp tới đây á là tụi em sẽ đưa má về dưới quê rồi chăm sóc lo cho má. Thứ khi nào mà má khỏe hẳn á thì tụi em mới lên trên đây lại. Là hôm nay qua là chủ yếu là chào tạm biệt luôn. À, chào tạm biệt luôn. Dạ. Thế vậy sẵn ăn cơm luôn nha. Dạ. Tôi đãi. Đãi luôn hả? Ừ. Dạ thôi chú, được rồi chú. Ê, không được. Này phải để con chứ, trời ơi, sao mà để ông chủ đãi được, để con đãi cho. Rồi, tính vào lương mày luôn nha. Thì trời ơi, thì đó cứ tính thoải mái đi. Trời, cà lâm không à. Vậy nha, ba dĩa cơm tấm xà bị trưởng, đợi chút xíu nha. Dạ, dạ. Vô làm mày. Dạ, dạ, dạ. Má Mười đợi con xíu nha. Rồi, rồi. Đợi xíu nha. Dạ, dạ. Ngồi ghế đi, làm liền. Cũng may là má Mười không sao, chứ không á, là Linh hối hận lắm đó ông chủ. Ừ. Bởi vậy á, con nói thiệt. Qua cái chuyện này mình thấy cuộc sống thiệt là vô thường. Mình phải trân trọng những giây phút quý giá bên cạnh người thân trước khi quá muộn. Ừ.
Bởi vậy từ này sau ông chủ phải trân trọng con đi nha, chứ không là hối hận đó. Mày bị bệnh gì hả? Ai mở miệng ra là thấy xui rủi á. Sao mày nói mày sắp đi xa gì đó, hối hận muộn màng gì đó. Con nói là trân trọng con đi, trước khi con đi nước ngoài hay đi đâu con thành đạt, hiểu không? Ý là vậy đó. Mày đi, mày đi. Điên gì? Tào lao không à. Bây giờ cũng xin lỗi nha. Công nhận mày nói cũng đúng nha. Về vật chất là cái gì của con người không à, thấy không? Mà đâu biết được điều quan trọng là đoàn tụ mới là quý giá nhất. Trưởng thành lên liền. Mày điên hả? Tào lao được con cái lên đầu liền.